Điểm yếu câu lạc bộ Công Hà Nội ký hợp đồng với Quang Hải có phải tính toán đúng đắn hay đã sai rồi? Hiện tại V-League 2023 đang tạm nghỉ, nhường chỗ cho những ngày FIFA đây. Đội tuyển quốc gia Việt Nam với sự dẫn dắt của Levin C sẽ đá với Hồng Kông Trung Quốc là lượt trận đầu tiên. Quang Hải hiện tại vẫn đang trong tầm ngắm rất sâu của Levin C. Những ngày tập đầu tiên của Quang Hải, anh đã thể hiện được sự quyết tâm trong lối chơi bóng mà mình đã tiếp nhận, học hỏi được ở Pháp, châu Âu. C đặc biệt chú ý tới các đường đi bóng, sự lắt léo của Quang Hải trước các đồng đội khi luyện tập Quang Hải được cho là sẽ ký hợp đồng với câu lạc bộ Con Hà Nội. Theo tìm hiểu câu lạc bộ bóng đá ngành công an đang dự định để Huỳnh Tấn Tài đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ, đúng là vị trí mà Quang Hải đảm nhiệm. Tấn Tài không có phong độ tốt ở những trận V-League mùa này. Trong khi đó, lối chơi bóng của Công an Hà Nội lại thiên về nhiều tấn công. Ngoài ra những cầu thủ khác chơi ở hàng tiền vệ của họ cũng không phát huy được sức mạnh vượt trội. Vị trí tiền vệ có nghĩa quan trọng, giúp cho đội triển khai bóng, đưa bóng từ phần sân nhà lên hàng công tiền vệ. Vì vậy sự gia nhập của Quang Hải được cho là sẽ phát huy hết khả năng giúp đạt được ý đồ tính toán lối chơi của huấn luyện viên trưởng Công Hà Nội, ông Flavio. Cùng với đó một điểm lợi của Quang Hải mang tới cho Công Hà Nội là cách chơi bóng sử dụng sức mạnh thể hình mà anh học hỏi được ở châu Âu. Đây là điểm yếu của Quang Hải tại câu lạc bộ Pau của Pháp nhưng sẽ là lợi thế mà anh có được khi về một câu lạc bộ ở Việt Nam. Dù vậy Quang Hải muốn gia nhập đội bóng V-League Việt Nam cũng cần phải làm thật tốt nhiệm vụ tại lượt trận đấu giao hữu với Syria, Hồng Kông, Trung Quốc trong vài ngày tới đây. Nếu thể hiện phong độ không tốt, chính Quang Hải sẽ bị tụt lại dù cho có gia nhập câu lạc bộ của Hà Nội hay là một đội bóng khác.